Chiến thần Thánh Y, Đường Tuấn chương 3301 tất cả điều này là do anh ban tặng. Không biết ai hét lên một câu, rất nhiều người đã hét lên theo. Nửa tháng tạo hình một vị thần quân, loại thủ đoạn này quả thực đảo lộn trí tưởng tượng của bọn họ. Bác sĩ viên, cô. Tướng quân phong ngạc nhiên nghi ngờ. Ông ta biết y thuật của viên lâu lan, chắc chắn nửa tháng không thể chế tạo ra một vị thần quân, giáo viên của cô ta tô không du mới có thể làm được. Viên lâu lan ngạo nghế cười, nói, ha ha. Tôi đã lĩnh ngộ y thuật mà giáo viên để lại. Sắc mặt tướng quân phong thay đổi rõ rệt, thậm chí ông ta còn muốn chấm dứt trận tỉ thí này. Nếu viên lâu lan thật sự đã lĩnh ngộ ra cái gì, nói không chừng cô ta sẽ trở thành tô không du thứ hai, ông ta cũng không muốn đắc tội. Về phần đường Tuấn nghĩ thế nào, ông ta đã không suy nghĩ nữa. Đang lúc Tướng quân Phong do dự, Viên Lâu Lan cười lạnh nói, "Tướng quân Phong chẳng lẽ là muốn chấm dứt trận tỉ thí này sao?" "Tôi không đồng ý. Vì lần tỉ thí này, cô ta đã phải trả giá không ít. Nếu không để Đường Tuấn mất mặt, bất luận như thế nào cô ta cũng sẽ không thoải mái." "Thôi." Tướng quân Phong thấy thế, đành phải buông tha ý nghĩ này. Ông ta đang suy nghĩ làm thế nào để chữa trị quan hệ với Viên Lâu Lan từ xa lại có mấy đạo lưu quang bay tới, đáp xuống phía bên kia của sân đấu võ, chính là đoàn người đường tuấn. Khí tức của Nam Trang và quân tuyết mãn so với nửa tháng trước, ngoại trừ càng thêm tinh thuần ra, cũng không có tinh tiến cỡ nào. Về phần hận thiên, tuy rằng đã đạt tới động hư cảnh, nhưng anh ta vẫn như cũ sợ hãi rụt rè, trong ánh mắt lộ ra sợ hãi. So với ba người giang thành, tổ ba người của đường tuấn rõ ràng kém không chỉ một bậc, rất nhiều người ở dưới sân đấu võ đều phát ra tiếng la ó với bọn họ. Quân Tuyết mãn cảm thấy quá mất mặt, ánh mắt cô ta oán hận nhìn Đường Tuấn. Tất cả điều này là do anh ban tặng. Sắc mặt nam trang cũng là lúc xanh lúc trắng, đối phương có hai vị bán bộ thần quân và một vị thần quân làm cho anh ta rất áp lực. Anh ta âm thầm tính toán, cho dù mình liều mạng đánh bại một vị bán bộ thần quân, vậy còn có hai vị Sư muội cùng tên nhát gan như chuột kia chắc chắn không phải là đối thủ. Trận tỷ thí này vẫn là sẽ thua. Chương 3302 lại xem chiêu, thất thương quyền. Đây cũng coi như là lời dạy nhỏ của người làm tiền bối như tôi đối với đàn em. Đường Tuấn không đi phản ứng với Viên Lâu Lan, mà nói với Hận Thiên, anh đánh trận đầu tiên. Hai chân Hận Thiên đang đu đưa, hàm răng cũng run rẩy, nói tôi, tôi, tôi không làm được bộ dáng này của anh ta lại khiến người vây xem cười to quân tuyết mãn càng cảm thấy mất hết mặt mũi cô ta hận không thể rủ sạch quan hệ với đường tuấn cùng hận thiên phế vật này đi lên cũng là chịu chết có thể thắng mới là chuyện lạ trong lòng quân tuyết mãn oán thầm nhìn thấy bộ dáng hận thiên đường tuấn nhịn không được âm thầm lắc đầu thật sự là lãng phí thể chất tuyệt hảo vô ích sắc mặt anh trầm xuống trầm giọng nói đi lên Hận thiên nhìn thấy biểu cảm của đường Tuấn, đành phải nuốt nước miếng, gian nan đi về phía trước. Viên lâu lan cười ha ha, nói, vãn bối, anh thật đúng là tìm không được người, lại chọn một phế vật. Lý Trường Phong, anh lên đi, lên chừng chỉ anh ta một trận. Lý Trường Phong là một người đàn ông khỏe mạnh cao chừng 2 mét, anh ta đáp lại vâng, vừa đi về phía sân đấu võ, vừa nắm đấm đến lộc bộp. Anh ta nhe răng cười đối với hận thiên, nói yên tâm đi tôi sẽ không giết anh nhưng tôi sẽ làm gãy từng cái xương trên toàn thân anh hận thiên bị dọa đến sắc mặt tái nhợt nhưng lần này so với trước kia tốt hơn không ít ít nhất không có sinh lý không tự chủ anh ta quay đầu lại ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía đường tuấn lên đường tuấn chỉ đáp lại anh ta một chữ khuôn mặt hận thiên như sắp khóc vô cùng khó coi thật sự là trước có sói sau có hổ xem chiêu nhìn đôi chân tuyệt vời của tôi kia lý trường phong cười to quát mạnh một tiếng hận thiên hạ ý thức nhìn về phía hai chân lý trường phong nhưng tiếp theo đầu bị người ta hung hăng đánh một quyền vẻ mặt lý trường phong đắc ý thu hồi nắm đấm châm chọc nói anh là kẻ ngốc thật sự là một chút kinh nghiệm chiến đấu cũng không có lại xem chiêu thất thương quyền hai tay hận thiên chắn ngang nhưng lần này lý trường phong lại ra chân hung hăng đạp vào bụng hận thiên. chương 3303 hận thiên thắng. Đây không phải là tỉ thí, mà là trà đạp. Hành vi của Lý Trường Phong khiến người của quân diệt ma cười to, bọn họ hoàn toàn coi hận thiên là một trò cười. Có vài người còn chỉ trỏ, cái loại biểu tình trào phúng này ngay cả quân tuyết mãn thân là người ngoài cuộc cũng nhìn không nổi. Không để cho anh ta nhận thua, anh còn ngại không đủ mất mặt sao? Quân tuyết mãn đầy phẫn nộ nói. Cô ta cũng không phải là đồng tình với Hận Thiên, mà chỉ là cảm thấy làm một đội ngũ cùng loại người này, quả thực vô cùng mất mặt, cảm giác xấu hổ bùng nổ. Đường Tuấn nhìn chằm chằm Hận Thiên trong sân đấu võ, anh lắc đầu nói, nơi này không có phần cô nói chuyện. Quân tuyết mãn nghe vậy, cô ta cắn chặt răng, phun ra mấy chữ anh tự đại tự cuồng. Trong sân đấu võ, Lý Trường Phong đã đối xử với Hận Thiên như bao cát, các loại quyền đấm cước đá, ngoài miệng còn mắng to, phế vật quỷ nhát gan, loại nhát gan. Mà hận thiên, hai tay ôm đầu, cuộn mình trên mặt đất, ngay cả đáp lại cũng không dám. Cái này đâu giống như là tỉ thí của người tu hành động hư cảnh, nói là lưu manh bắt nạt kẻ ngốc trong phố phường còn tạm được. Tướng quân phong và cổ linh vương cũng nhíu mày, trận tỉ thí này hoàn toàn không có ý nghĩa, bọn họ không hiểu tại sao đường tuấn lại để cho hận thiên mất mặt. Đó là... Cổ linh vương bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc. Tướng quân phong cũng nhìn qua. Chỉ thấy trong thân thể Hận Thiên bỗng nhiên bộc phát ra một luồng pháp lực màu đen. Luồng pháp lực này vừa xuất hiện, Lý Trường Phong vốn đang quyền đấm cước đá Hận Thiên đột nhiên bối rối. Tiếp theo anh ta cảm giác thế giới trước mắt bắt đầu trời đất quay cuồng, không chỉ như thế, tâm linh của anh ta cũng rơi vào một loại trạng thái cực kỳ hỗn loạn, các loại ảo giác đáng sợ hiện lên trong đầu anh ta. Cả người Lý Trường Phong ngã xuống đất phát ra tiếng gầm nhẹ gần như dã thú. Chỉ chốc lát sau, Lý Trường Phong ngã xuống đất không dậy nổi, miệng sùi bọt mép, trong miệng không ngừng phát ra tiếng nói. Một màn bất thình lình này làm cho các quân sĩ xung quanh cười nhạo đồng thời cũng giật mình, bọn họ hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn hận thiên. Ngay cả hận thiên cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, sau khi anh ta nhìn thấy Lý Trường Phong ngã xuống đất, vẻ mặt anh ta mở mịt đứng lên, Luồng pháp lực màu đen kia biến mất trong cơ thể anh ta. Hận Thiên thắng. Không thể nào, anh đã dùng thủ đoạn gì không thể nhìn thấy. Viên Lâu Lan hoàn toàn không thể tin được những chuyện xảy ra trước mắt, ánh mắt cô ta không tốt nhìn chằm chằm Hận Thiên cùng Đường Tuấn. Đường Tuấn nói, ở trước mặt cổ linh vương cùng tướng quân phong, ai dám có thủ đoạn đùa giỡn chứ? Chương 3304 bán bộ thần quân, thật không có gì đặc biệt. Cổ Linh Vương cùng tướng quân phong liếc nhau, tướng quân phong đứng lên, lớn tiếng nói, trận tỉ thí này, bác sĩ Đường Tuấn thắng. Hai người bọn họ đồng thời không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng có thể khẳng định luồng pháp lực màu đen kia là sức mạnh của hận thiên, mà không phải ngoại lực. Đúng rồi. Bác sĩ Đường từng nói anh ta là một thể chất đặc biệt, lúc ấy tôi còn cảm thấy anh ta nói đùa, hiện tại xem ra có lẽ là thật. Cổ Linh Vương giống như là nhớ tới cái gì đó, thất thanh nói. Trong mắt tướng quân phong cũng lộ ra vẻ vui mừng, nói: "Nếu thật sự là thể chất đặc thù mà nói, vậy phải bồi dưỡng tốt." Thể chất đặc thù. Viên Lâu Lan cũng nghe được cuộc đối thoại của hai người, ánh mắt cô ta kinh ngạc nhìn Hận Thiên, cuối cùng xem như thừa nhận cách nói này, nhưng cũng không cam lòng nói: "Trận này coi như vận khí anh tốt, hai trận kế tiếp anh cũng không có may mắn như vậy." Tình huống của Nam Trang cùng quân tuyết mãn, tôi so với anh càng hiểu rõ, tuyệt đối không phải là thể chất đặc thù gì. Lâm Kinh Thiên, trận thứ hai anh lên đi. Trong tay Lâm Kinh Thiên nắm lấy một thanh cự kiếm, anh ta nhảy đến trong sân đấu võ, khí thức lạnh lẽo theo đó tản mắt ra. Kiếm anh ta chỉ Nam Trang cùng quân tuyết mãn, khinh thường nói, hai người các người, ai lên chịu chết trước. Sắc mặt Nam Trang thay đổi, anh ta đã chuẩn bị đi lên. Tuy rằng Lâm Kinh Thiên mạnh, nhưng anh ta tự cho rằng nếu như anh ta liều mạng, có lẽ có ba phần cơ hội thắng lợi. Nhưng Đường Tuấn ngăn cản anh ta, nhìn về phía Quân Tuyết Mãn, nói trận tỷ thí này cô lên. Tôi sao? Quân Tuyết Mãn hoài nghi mình có nghe lầm hay không, thậm chí còn cảm thấy Đường Tuấn ở trong công báo thủ riêng. Cô ta mới có tu vi động hư cảnh hậu kỳ đối đầu với bán bộ thần quân cuồng kiếm sĩ Lâm Kinh Thiên, thì hoàn toàn không có một chút phần thắng bác sĩ đường để tôi lên đi sư muội tôi không phải là đối thủ nam trang nói đường tuấn lắc đầu nói anh đi đối phó với anh ta anh quá tài năng anh nhìn về phía quân tuyết mãn nói còn nhớ tôi đã nói với cô những gì không bán bộ thần quân thật không có gì đặc biệt anh lấy ra một cây ngân châm nhanh như chớp đâm vào đỉnh đầu quân tuyết mãn cây ngân châm kia lại hóa thành một ánh sáng nhỏ Biến mất trong cơ thể Quân Tuyết mãn. Đồng thời, khí tức trên người Quân Tuyết mãn giống như núi lửa bộc phát, trong nháy mắt đi tới đỉnh phong của động hư cảnh. Thời điểm vẻ mặt cô ta lộ ra vẻ chấn động, khí tức của cô ta lần nữa nhấc lên, dĩ nhiên đột phá tới bán bộ thần quân. Ba người không thở được. Chương 3305 vậy anh nói xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cuối cùng là đã xảy ra chuyện gì? Viên Lâu Lan khàn giọng hô lên cho dù cô ta cũng là thần bác sĩ nhưng chuyện xảy ra trước mắt vẫn vượt qua tưởng tượng của cô ta bán bộ thần quân được hình thành trong nháy mắt loại chuyện này nếu không phải xảy sinh ở trước mắt ai sẽ tin tưởng cô ta bình tĩnh nhìn đường tuấn nói có phải anh gian lận không chắc chắn là gian lận nhiều người nghĩ như vậy đường tuấn cười lạnh nói đối với y thuật mình không thể lý giải thì phán định là gian lận đây là thái độ của cô với tư cách là thần bác sĩ sao? Viên lâu lan nghe vậy, sắc mặt cô ta đỏ bừng xấu hổ. Cô ta rất muốn dằn dậy đường Tuấn có tư cách gì để nói như vậy, nhưng bây giờ rất khó nói ra. Cô ta cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, nói, vậy anh nói xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Giờ khắc này, hầu như tất cả mọi người đều nhìn về phía đường Tuấn, ngay cả Quân Tuyết mãn là người trong cuộc cũng có một loại cảm giác hoảng hốt như đang ở trong mộng. Đường Tuấn nói, binh lính quân diệt ma thu được tài nguyên tu luyện phong phú hơn bên ngoài rất nhiều, những tài nguyên này bị bọn họ luyện hóa vào trong cơ thể, mặc dù thông qua phương thức huấn luyện tiêu hao hơn phân nửa, nhưng vẫn có một bộ phận rất lớn lưu lại trong cơ thể. Như vậy tích lũy từng ngày, hình thành một luồng năng lượng khổng lồ. Những gì tôi làm, chẳng qua là kích phát những năng lượng này, chuyển hóa thành pháp lực sắc mặt viên lâu lan khẽ biến đổi, đường Tuấn nói rất thoải mái, nhưng cô ta biết độ khó trong đó. Bất luận là đào bới năng lượng ẩn giấu trong thân thể ra, hay là kích phát năng lượng, đều phải khống chế cực kỳ tinh tế. Trong lòng cô ta hơi suy nghĩ, Kinh Nhi nói, anh châm cứu cho hai người bọn họ chính là chuẩn bị cho chuyện này. Đường Tuấn gật đầu, nhìn về phía quân tuyết mãn, nói tuy rằng chính cô ta nửa đường từ bỏ châm cứu, nhưng năng lượng tôi kích phát vẫn đủ để cô ta trùng kích đến bán bộ thần quân phương pháp này chỉ có thể được sử dụng một lần thực sự là một chút đáng tiếc quân tuyết mãn kinh ngạc tại chỗ cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch lên cô ta vốn cho rằng châm cứu của đường tuấn vô dụng còn vì mình từ bỏ châm cứu không cần lãng phí thời gian mà vui mừng nhưng hiện tại xem ra lại là mình bỏ lỡ cơ duyên lớn Binh lính quân diệt ma ở bốn phía nghe xong, đều dùng một loại ánh mắt trêu chọc nhìn quân tuyết mãn. Đường Tuấn chỉ kích hoạt một bộ phận năng lượng đã khiến cô ta đạt tới bán bộ thần quân, nếu toàn bộ châm cứu hoàn thành, quân tuyết mãn chẳng phải là có cơ hội đột phá cảnh giới thần quân sao. Loại chuyện tốt to lớn này lại tự mình từ bỏ, thật sự là một người phụ nữ ngu xuẩn. chương 3306 kiếm thứ 13 Sắc mặt quân tuyết mãn vô cùng khó coi, cuối cùng cô ta cũng biết mình sai rồi, hơn nữa còn sai rất thái quá. Viên Lâu Lan hoàn toàn hiểu. Ánh mắt cô ta nghiêm nghị, thu hồi lòng khinh thị, quát Lâm Kinh Thiên, toàn lực ứng phó với cô ta. Lâm Kinh Thiên cũng phục hồi tinh thần lại, gật đầu thật mạnh. Đường Tuấn nhìn Lâm Kinh Thiên, nói với Quân Tuyết mãn, nếu như muốn thắng, hãy dốc toàn lực đi tiếp kiếm của anh ta. Quân Tuyết mãn nhìn Đường Tuấn một cái, ánh mắt vẫn có chút tức giận cũng không biết cô ta có nghe vào những lời này hay không. Trong sân đấu võ, Lâm Kinh Thiên cười rộ lên, nói quân Tuyết mãn, tôi không thể không nói vận khí của cô không tệ. Tên nhóc đứng cuối trong tân binh lúc này lại có thể đánh cùng tôi một trận. Có điều cô coi như là tự hủy tiền đồ, lại chủ động từ bỏ cho bác sĩ đường trị liệu cho cô, không biết nên nói cô ngu xuẩn hay là tự đại đây. Quân tuyết mãn thật vất vả mới khôi phục tâm tình bình tĩnh nhưng lại lần nữa nổi lên gợn sóng, trong con người xinh đẹp phun ra lửa giận, lớn tiếng quát lâm kinh thiên, anh nói nhảm nhiều lắm. Hiện tại cô ta sợ nhất, chính là người khác nhắc tới chuyện này, làm cho cô ta không còn đất xấu hổ, xấu hổ tức giận muốn chết. Đường Tuấn và Nam Trang bên ngoài sân đấu võ không khỏi lắc đầu, Lâm Kinh Thiên rõ ràng là đang cố ý làm xáo trộn tâm thần quân tuyết mãn trực tiếp quyết thắng bại đi, quân tuyết mãn. Cuồng lãng thập tam kiếm. Lâm kinh thiên hét lên một tiếng, cự kiếm trong tay huy động, pháp lực minh mông cuồn cuộn mà ra. Quân tuyết mãn nhất thời cảm giác được mình rơi vào một cỗ sóng chiều đáng sợ. Mỗi lần lâm kinh thiên vung ra một kiếm, chính là một đạo thủy chiều. Quân tuyết mãn không thể không kiên trì tiếp nhận. Mỗi một kiếm tiếp theo, sắc mặt quân tuyết mãn đều hiện ra một trận đỏ ửng, hiển nhiên cũng không thoải mái. Khi cô ta nhận kiếm thứ 10, Quân Tuyết Mãn đã phun ra một ngụm máu tươi, cô ta cảm giác kinh mạch khiếu huyết cả người giống như sắp sụp đổ. Nhưng không cho phép cô ta suy nghĩ nhiều, kiếm thứ 11 xuất hiện. Lúc này đây, Quân Tuyết Mãn cảm giác xương cốt toàn thân dường như đều muốn vỡ vụn. Trong lúc vội vàng, cô ta quay đầu lại nhìn thoáng qua Đường Tuấn, đã thấy trên mặt Đường Tuấn mang theo ý cười nhàn nhạt. Thằng khốn anh là cố ý hãm hại tôi, mỗi một kiếm của Lâm Kinh Thiên sẽ mạnh hơn, hiện tại cũng chỉ mới 11 kiếm mà thôi, nếu thật sự tiếp nhận toàn bộ 13 kiếm, tôi chỉ sợ đều phải bị thương nặng, vậy chẳng phải là sẽ chắc chắn thua. Chương 3307 không sao, anh lên đi. Giọng nói của Lâm Kinh Thiên đột nhiên vang lên. Tâm thần quân Tuyết run lên, cô ta vội vàng thi triển thân pháp, muốn thoát khỏi phạm vi bao phủ của một kiếm. Nhưng cô ta vừa mới có động tác một kiếm của lâm kinh thiên đã từ trên trời giáng xuống như dãy núi bắn vào trên lưng cô ta quần áo bị kiếm khí xé rách lộ ra phần lưng bóng mượt như tuyết óng ả chỉ là lúc này trên lưng cô ta có thêm một vết thương máu chảy đầm đìa sâu có thể nhìn thấy xương quân tuyết mãn nằm sấp trên sân đấu võ cô ta gian nan đứng dậy không lo được lộ hàng giận dữ nhìn đường tuấn nói đều là anh nếu không phải anh bảo tôi nhận nhiều kiếm như vậy tôi làm sao có thể thua. Quân tuyết mãn, cô thật sự là quá ngu xuẩn. Lâm Kinh Thiên đã thu hồi cự kiếm, châm chọc nói, bác sĩ đường nói không sai, nếu vừa rồi cô dốc toàn lực tiếp thập tam kiếm của tôi, cho dù cô bị trọng thương, như vậy người thua tất nhiên cũng là tôi. Nhưng rất đáng tiếc, cô hoàn toàn không nghe lời người khác, cho nên thua trận tỷ thí này. Trận tỷ thí thứ hai, Lâm Kinh Thiên thắng. Tướng quân phong tuyên bố, khuôn mặt quân tuyết tái nhợt, cô ta thất thần đi tới bên cạnh Nam Trang. Cô ta cúi đầu, cắn chặt môi, thấp giọng nói, "Sư huynh, thực xin lỗi." Ban đầu trận tỉ thí này có thể thắng, nhưng bởi vì cô ta kiêu ngạo nên thua không biết gì. Nam Trang thở dài, nói, "Không sao đâu, anh thắng lại là được." Chỉ là lúc này, trong lòng anh ta cũng không có bao nhiêu sức lực. Dù sao anh ta phải đối mặt chính là Giang Thành của cảnh giới thần quân cho dù Đường Tuấn có thể làm tu vi của anh ta tăng lên bán bộ thần quân, nhưng cùng Giang Thành vẫn có tranh lệch không nhỏ. Nghĩ tới đây, anh ta không khỏi ái náy nhìn Đường Tuấn. Không sao, anh lên đi. Đường Tuấn nói. Nam Trang giật mình một chút, nói bác sĩ Đường, bác sĩ Đường, bác sĩ không cho tôi một mũi châm sao. Vừa rồi Đường Tuấn cho quân tuyết mãn một mũi, tu vi quân tuyết mãn tăng lên tới bán bộ thần quân mà Nam Trang xem ra, chỉ cần tới một châm, ít nhất anh ta cũng có thể tăng lên tới cảnh giới thần quân. Nếu như với trạng thái hiện tại mà anh ta đi đối mặt với Giang Thành, chỉ sợ ngay cả một chiêu anh ta cũng không chống đỡ nổi. Quân tuyết mãn nhịn không được, cô ta chỉ vào đường tuấn mắng, anh không châm cứu cho sư huynh một chút thì quên đi, còn vô tình như vậy. Sư huynh tôi mới có tu vi động hư cảnh hậu kỳ, anh để cho anh ta đi tỉ thí với giang thành của cảnh giới thần quân, anh đây là lấy công báo thủ riêng, để cho sư huynh tôi đi chịu chết. Người xung quanh sân đấu võ cũng đều khiếp sợ nhìn lại, cho dù vượt biên khiêu chiến cũng không vượt qua như vậy. Tướng quân Phong Thiện Ý nhắc nhở, bác sĩ Đường, nếu không cậu vẫn nên châm cho Nam Trang một mũi đi. Chương 3308 Nam Trang cũng phun ra một ngụm máu. Quân Tuyết mãn không tiếp nhận châm cứu hoàn chỉnh của Đường Tuấn, đến một mũi kim cũng có thể bán bộ thần quân nam trang tiếp nhận toàn bộ châm cứu chỉ có thể mạnh hơn sau chuyện của quân tuyết mãn trong lòng tướng quân phong đã nhận định đường tuấn là bác sĩ chỉ đạo ông ta thật sự không muốn nhìn đường tuấn thua quá khó coi dưới ánh mắt mong đợi đường tuấn vẫn lắc đầu nói kỳ vọng của tôi đối với nam trang càng lớn hiện tại anh ta không cần tôi giúp đỡ nam trang nếu như tin tưởng tôi hãy đi lên toàn lực đánh cùng giang thành một trận sư huynh ngàn vạn lần đừng nghe lời anh ta. Anh ta đang làm hại anh. Nhìn thấy đường Tuấn không có chủ ý, quân tuyết mãn không khỏi nóng này. Mà bên kia, Giang Thành đã đứng ở trong sân đấu võ, ánh mắt khinh miệt nhìn chằm chằm Nam Trang, khinh thường nói, Nam Trang, ngoan ngoãn đi lên để cho tôi đánh một trận đi. Lúc nói chuyện, khí tức thần quân triển lộ không thể nghi ngờ, làm cho mọi người vây xem đều kinh hãi. Được rồi. Tôi tin bác sĩ đường. Nam Trang trầm ngâm một lát, cuối cùng nặng nề gật đầu, thân hình nhảy lên một cái, rơi vào đối diện Giang Thành. Sư Huynh Quân tuyết mãn thấy thế, cô ta gấp đến độ sắp khóc ra. Cô ta quỳ xuống với đường Tuấn, nói, bác sĩ đường, tất cả đều là lỗi của tôi, anh đừng trách Sư Huynh. Y thuật của anh cao siêu như vậy, nhất định có biện pháp cứu Sư Huynh. Đường Tuấn lắc đầu, anh nhìn sân đấu võ, nói kế tiếp nhìn tạo hóa của chính anh ta, tôi cũng bất lực. Quân tuyết mãn ngẩn ra, cô ta đành phải đứng dậy, gần từng chữ nói, nếu sư huynh xảy ra chuyện, anh cũng không xong với tôi. Trong lòng cô ta vô cùng hối hận, nếu như cô ta nghe lời khuyên của Đường Tuấn, thắng trận thứ hai, vậy Nam Trang không cần phải tỉ thí trận thứ ba. Bông! Trận chiến giữa sân đã bùng nổ. Giang Thành khẽ quát một tiếng, một quyền vô cùng nhanh, đánh vào ngực Nam Trang cho dù quân tuyết mãn đứng dưới sân, cũng có thể nghe được âm thanh vỡ vụn trên ngực Nam Trang. Nam Trang cũng phun ra một ngụm máu. chương 3309 anh ta cũng ra một cú đấm. Nếu thật sự là cảnh giới thần quân ra tay với một vị tu hành động hư cảnh hậu kỳ, một quyền vừa rồi cũng không phải đơn giản như đánh nát xương ức, mà là trực tiếp xuyên thủng ngực. Nhưng những người khác rõ ràng đã không nhận thấy tình huống nhỏ này. Quân tuyết mãn càng giận dữ nhìn đường tuấn, điên cuồng nói, hiện tại anh hài lòng chưa? Giữa sân, sắc mặt Nam Trang cũng thay đổi. Lúc này anh ta mới phát giác tố chất thân thể của mình mạnh hơn so với nửa tháng trước không ít. Anh ta nhất thời hiểu được, thì ra châm cứu của Đường Tuấn cũng đã bất chi bất giác tăng cường thể chất của anh ta, chỉ là loại biến hóa này rất nhỏ, không tích lũy đến trình độ nhất định thì hoàn toàn không phát hiện được. Ngoài ra, anh ta cũng phát hiện sức mạnh của Giang Thành dường như không thể không địch nổi như trong tưởng tượng. Bác sĩ đường nói không sai, tôi dốc hết toàn lực đánh một trận, chưa chắc không có cơ hội. Ánh mắt Nam Trang dần dần sáng lên. Ngược lại là Giang Thành, sắc mặt anh ta lại có chút khó coi, giống như rất không hài lòng đối với hiệu quả của một quyền này của mình. Rầm rầm, trong sân đấu võ mở ra hỗn chiến. Giang Thành dường như phát điên, các loại thủ đoạn công kích như mưa chút xuống trên người Nam Trang. Nam Trang thật giống như một cái bao cát, chỉ có thể không ngừng thừa nhận. Theo lý thuyết, cảnh giới của hai người tranh lệch lớn như vậy, chỉ vài quyền là Giang Thành có thể giải quyết Nam Trang. Nhưng sự thật thì ngược lại. Sau gần 100 lần công kích, tuy mặt mũi Nam Trang bầm dập, khóe miệng chảy máu nhưng anh ta vẫn đứng như cũ, không ngã xuống. Tinh khí thần của anh ta giống như càng thêm sắc bén. Những đợt công kích của Giang Thành giống như mài đao thạch, đang mài rũa Nam Trang. Tôi không tin, sắc mặt giang thành có chút tái nhợt khí tức không đều ánh mắt giận dữ nhìn nam trang nam trang còn chưa ngã xuống nhưng giang thành đã có xu thế kiệt sức theo một tiếng gầm nhẹ giang thành lần thứ hai đánh ra một quyền anh ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng lúc này anh ta mới phát hiện cảnh giới thần quân của mình dường như có vấn đề không thể đánh lâu dài nhưng lần này nam trang lần đầu tiên đáp trả anh ta cũng ra một cú đấm chương 3310 giao y thuật mà bác sĩ Tô để lại ra đây. Sức mạnh cuồng bạo bộc phát, Giang Thành giống như một quả bóng ra bị ném bay ra ngoài, trực tiếp đánh ra sân đấu võ. Tuy rằng hai người cùng là cảnh giới thần quân, nhưng sức mạnh dường như không cùng một mức độ. Nam Trang nghịch thiên mà lên, mặc cho lôi kiếp rơi xuống. Có điều mấy hơi thở, Nam Trang đã vượt qua lôi kiếp, trở thành một tu hành giả cảnh giới thần quân thực sự. Khi Nam Trang ngạo nghễ đứng trên không trung, phần lớn mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, bọn họ hoàn toàn không cách nào tin tưởng cảnh tượng đang xảy ra trước mắt. Chẳng lẽ Nam Trang cũng là thể chất đặc thù nào che giấu sao? "Cảm ơn bác sĩ Đường." Nam Trang đáp xuống, quỳ một gối trước mặt Đường Tuấn, vẻ mặt cung kính. Anh ta biết mình cũng không phải thể chất đặc thù gì, chỉ là một người tu hành bình thường, là Đường Tuấn mài giũa anh ta thành một khối ngọc bích. Quá trình mài rũa, chính là nửa tháng châm cứu. Đường Tuấn dùng nửa tháng châm cứu, trải chuốt toàn bộ năng lượng hỗn loạn trong cơ thể anh ta một lần, đồng thời tụ tập cùng một chỗ. Khi anh ta liều mạng với Giang Thành, những năng lượng này sẽ bộc phát ra, làm ẩm tứ chi bách hải của anh ta. Đây cũng là nguyên nhân vì sao anh ta có thể kiên trì dưới công kích của Giang Thành lâu như vậy. Về phần đột phá phía sau, có thể nói là nước chảy thành sông. Được, tướng quân phong đứng lên ánh mắt ông ta vô cùng khen thưởng nhìn đường tuấn nói quân diệt ma tôi có thêm một vị bác sĩ ghê gớm tôi tuyên bố lần tỉ thí này bác sĩ đường thắng từ nay về sau bác sĩ đường chính là bác sĩ chỉ đạo của quân diệt ma ta cổ linh vương cũng lộ ra ý cười sư huynh quân tuyết mãn vội vàng nâng nam trang dậy vẻ mặt cô ta hâm mộ nói sư huynh từ khi nào anh trở nên lợi hại như vậy Nam Trang nói, đều là công lao của bác sĩ Đường. Quân Tuyết mãn bĩu môi, vẻ mặt không tin, không thể nào. Nam Trang cảnh cáo, từ nay về sau, em không được phép bất kính với bác sĩ Đường nữa, nếu không đừng trách anh không khách khí. Nhìn thấy Nam Trang trịnh trọng như thế, Quân Tuyết mãn cũng đành phải gật đầu đồng ý. Tướng quân phòng đi tới trước mặt Viên Lâu Lan, nghiêm túc nói, Viên Lâu Lan, cô thua rồi. Sao y thuật mà bác sĩ Tô để lại ra đây? Audio điện tử võ tấn bền Hết tập 178